Kính chào quý khách. Sau đây là mẫu sản phẩm động cơ 1 pha GMIC xuất khẩu châu Âu của công ty Minh Motor. Dưới đây là mẫu sản phẩm động cơ 1 pha chân đế. Đây là mẫu sản phẩm động cơ 1 pha mặt bích B35. Đây là mẫu sản phẩm động cơ 1 pha mặt bích B14. Sau đây là bảng thông số hình học motor điện 1 pha 1,1 kW, 1,5 ngựa, 1,5 HP, tốc độ 1450 vòng 1 phút. Có tâm lỗ đế ngang trục ký hiệu là A bằng 160 mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tâm lỗ đế dọc trục ký hiệu là B bằng 140 mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Đường kính trục là D bằng 28 mm. Đường kính ngoài mặt bích P bằng 250 mm, chính là từ khoảng cách này tới khoảng cách này. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà quý vị muốn. Ví dụ như rãnh cavex ở đây bằng 8 mm, hay tổng chiều dài thân bằng 425 mm. Với động cơ 1,1 kW, 1,5 ngựa, 1,5 HP, tốc độ 1450 vòng 1 phút, có mã sản phẩm là 100. Với mã hàng sản phẩm này có nghĩa là từ tâm trục cho đến đế bằng 100 mm. Điều này xin lưu ý rằng nó sẽ lớn hơn tất cả các động cơ có mặt tại thị trường Việt Nam. Xin cảm ơn.